quý vị, không biển báo, không cờ giảm tốc, không người hướng dẫn là những gì chúng tôi ghi nhận trong ngày đầu tiên giới hạn tốc độ cổng trường học ở cụm trường Xuân Đỉnh. Thậm chí bây giờ đã là gần cuối giờ chiều nhưng nhiều phụ huynh vẫn chưa nắm được thông tin là hôm nay sẽ giới hạn tốc độ. Chị đã nắm được cái thông tin là hôm nay sẽ giới hạn tốc độ ở cổng trường học hay là như thế nào chưa? Thực ra thì mình cũng chưa. Cái thông tin này vì nên tuyên truyền cho tất cả người dân và tất cả các em học sinh nữa, các bạn nhỏ cũng thế, cũng phải biết và nắm được thì để có cái môi trường an toàn rất là tốt dành cho mọi người. Tôi đón con nhưng mà cũng chưa thấy ai giới thiệu về cái chuyện mà giới hạn tốc độ này ấy. Vì ở cái đoạn này thì thật ra là rất hay tắc ấy. Tại vì hai trường ở gần nhau mà nên chỉ cần một xíu nữa mà các bạn tan quá là nó tắc xong rồi các con mà đi về thì khó khăn lắm. Vì chưa được triển khai giới hạn tốc độ tại cổng trường học, nên vào các giờ cao điểm, nhất là khi tan học, mật độ giao thông vẫn đông đúc và gây ra tình trạng ùn tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Cũng bởi vậy, nhiều bậc phụ huynh bày tỏ mong muốn những ngày thí điểm kế tiếp sẽ sớm có người hướng dẫn và biển báo để giảm tải ùn tắc và đảm bảo an toàn nơi cổng trường học. Em mong những ngày tiếp theo sẽ có nhiều người đến quản lý và giải phóng những cái chỗ mà có thể dễ bị ùn tắc như các cửa trường học và một số cái đường ngã ba ngã tư. Mong là cái biển báo nó sẽ sớm được lắp đến các cái này để cho các phương tiện nhìn thấy, mấy các con cũng được biết và kiểu tham gia an toàn giao thông được tốt hơn. Em hy vọng rằng là mọi người sẽ đồng thuận với những cái quy định này trong thời gian sắp tới. Cái việc đảm bảo an toàn cho các con là mong muốn chung của tất cả mọi người. Và nhất là các bậc phụ huynh thì mình hy vọng rằng là cái việc này nếu như thí điểm hiệu quả thì nên lan rộng ra tất cả các điểm trường khác. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, để triển khai thí điểm, đơn vị thi công sẽ bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo từ xa, đồng thời bố trí một lối đi bộ nổi cho học sinh sang đường được xây dựng với hàng cọc tiêu trụ dẻo có phản quang. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện đi qua khu vực trong quá trình thi công.